Thì đương nhiên là cái bơm này thì đương nhiên là phục vụ những công trình có tầm với cao, rồi là mang tính tính nó đẳng cấp, rồi nó chất lượng. Từ khi mình mua con bơm của Sertea về thì cũng rất nhiều đơn vị bạn đến hỏi, người ta cũng đánh giá là bơm là chất lượng. Và công ty anh thì là ngành nghề chính là sản xuất bê tông thương phẩm và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, và trong những năm qua thì mình phục vụ những công trình như là đường cao tốc, các công trình trụ sở làm việc của thành phố Uông Bí, đấy là với lại cái chi nhánh trên này, rồi các công trình của tập đoàn Than trên toàn thổ địa bàn Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều. Cái chi nhánh của mình mua một chiếc đấy, và một chiếc bơm là bơm Junjin, xe cơ sở là xe Daewoo 2016. Đấy, và khi mình có nhu cầu mua bơm thì mình mua về để phục vụ những cái dự án lớn như là các cái cầu vượt, các cái cầu cho cái dự án lối ra cầu ra đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng. Hiện tại đang bơm đang hoạt động ở trên các cái công trình này, và một số công trình trụ sở làm việc cho thành phố Uông Bí. Thì trong công ty làm nghề bê tông này đến thời điểm này là gần 25 năm thì cũng đã trải qua rất là nhiều những hãng bơm mới, và mua bơm mới cũng có và bơm cũng có. Sau đó thì cũng tìm hiểu nghiên cứu thì cũng có một số đơn vị cung cấp những cái bơm nội địa này, thì mình cũng tìm hiểu qua mấy nhà cung cấp thì cũng lựa chọn nhà cung cấp giờ xe. Qua quá trình khi mà mang bơm về thì mình cho hoạt động ngay cái chất lượng bơm, nhưng mà về là mình đi làm tập phút này nó cũng được gần 1 năm rồi, thì về chất lượng bơm là cảm thấy là yên tâm, làm là rất là tốt, chưa có vấn đề gì cả. Có con bơm này thì khách hàng người ta đánh giá là bơm xịn, năng lực nào mình được nâng lên thì đương nhiên là công việc nó sẽ được thuận lợi hơn, thêm thiết bị đương nhiên phải thêm con việc làm. Và hai nữa, người ta nhìn thấy cái thiết bị của mình người ta cũng yên tâm để người ta hợp tác. Thì đương nhiên là mình sẽ phải tìm kiếm những công trình nó mang cỡ tầm cỡ để nó đủ tầm cho con bơm này phục vụ, và cũng để cho cảm thấy cho công việc nó được khách hàng người ta hài lòng.